Rồi, xin chào mọi người ha. Thì nay mình câu chỗ ngã ba xong mọi người, dưới chân cầu. Mình cứ để ý chỗ này ngớp, bây giờ còn có vài con cũng khủng khủng không nè. Được rồi. Cũng từ từ mới giật được rồi. Sao không canh được? Bả lại. Ồ dính cá luôn rồi. Dính không? Trời ơi, giật cá dính không biết. Vậy ra vậy đi, đi dính dính dây kia. Trời ơi, cá vậy mà ben luôn. Hết thời. Lên hàng em đầu tiên. Cá này về tả hầm bao phê luôn mọi người. Mini. Này có Nguyễn Quốc Khánh. Cá bự. Lên hàng nữa anh em. Bự hơn cá nãy nè. Bự hơn chứ. Này là giật cần cụ ké luôn. Cá nó thôi cụ quạt được. Câu nè, đang câu nè. Quá tuyệt lắm. Đây là anh ba, anh báo của mình mới về tới. Anh ba. Anh ba, nhìn đây cái anh ba. Ồ, anh ba giờ bắt cỡ luôn á, anh ba cà xuống bắt cỡ. Thì cá anh này câu cám Hugo nha. Nó là được hai em mới cái rô nè. Cá tra mini mà nó ăn như cá tra lớn mọi người. Ben nó víu đọt luôn. Cái con kéo hoài trời. Ừ rồi, yên cá nãy luôn. Ba câu cá ké nè. Cần mình không ăn cá này bự hơn cá nãy luôn. Trời ơi, Hugo, Hugo. Nè, Hugo nè em ơi. Ủa, cá hả? Chứ dép hả bay. Này là con cá ké nè mọi người, nó giờ dừng câu ta không à. Nè, trời ơi. Đây à mọi người, chủ gần câu ha, nãy giờ mình giật hai phát chủ gần câu nè. Cá gì? Nhất. Chín bự rồi. Xiết máy vô. Trời ơi, cỡ một. Ngon, ngon. Một. Lên này nữa anh em ơi. Lúc phao hồi luôn chả mới giật. Rung lên cái càng câu ta. Quay máy vô nữa chứ. Có tín hiệu tiếp tục. Dùng rồi đó, dùng dây đó. Đợi, 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 quất. Quất. Trời. Trời, ghê chưa? Ghê chưa, ghê chưa? Ghê chưa? Rồi, tiếp tục. Gãi. Cái gì, bao gãi, bao gãi. Quá hay, quá hay bạn ơi. Lên hàng nữa nè em ơi. Con thứ... con thứ mấy ta? Con thứ tư à? Kệ từng kia lên kìa. Ê. Bên đây nữa. Trời ơi, cá. Trời. Của mày kìa. Vậy. Đâu rồi? Đâu có, mới tháo ra. Bạn anh còn Gia Lạp mới lên cá. Đèo tin. Cá nó giật lên luôn đi cái đầu nãy luôn. Chắc lứa mệt quá không này. Kìa, hai cái bên đây mới có dấu hiệu nữa mọi người. Kìa. Chết. Giật luôn đi. Dính luôn. Trời ơi, con cá mà đi đâu á. Đừng mày cái dính chùm rồi. Đâu dính. Gì vậy? Đâu dính đâu. Cuốn cuốn cây lên luôn rồi. Hai em chỗ một luôn. Rồi cuốn cuốn cây luôn đi. Giật cái cuốn này. Dính. Dính bà rồi. Rồi hai em cá ăn mạnh ghê không mọi người. Đây chưa cái khu nào con nào cũng khủng hết rồi. Bây giờ tối rồi mọi người. Nãy giờ cũng được 5-6 con rồi. Chưa có bự gì đâu. Con toàn 300-400 gram không à. Bơi đi đâu hả? Tôi thả ngay cái đất lưỡi rồi đó.
One eternity later. Rồi, bây giờ mình em anh em mình câu ngoái cá mini không à mọi người. Giờ vô cái điểm lúc này ạ. Đây cũng có anh làm câu nè. Tàu ơi. Có máu luôn, chết bà rồi. Hai con này khoảng 2,5 kg con. Từ chiều, từ chiều. Chú kia trong bụng luôn. Từ chiều giờ hả? 4,5. Rồi, mấy anh em mình mở đổi vô cái đường kinh nè mọi người. Thì nãy giờ mình quánh chỗ ngã ba sông á. Có cái ông anh đằng kia nãy giờ cũng lên được cá nãy mình quay 2,5 kg đó. Quá trời đã luôn. Giờ vô đây mấy anh em mình ráng móc móc lại được con sugar không mọi người. Ngoài sông nãy giờ quá chán rồi. Còn dính con. Từ tới thua vậy. Có tín hiệu mọi người, để mình mở cái đèn lên mới thực. Má được luôn á. Dính không? Dính nè, dính nè. Chết cái đèn đó ta. Tàu gỗ làm hết hồn giống nội. Chết rồi. Ê. Tao còn cái. Cá đâu? Cá rô lôi. Trời ơi. Giật một cái. Đây cá rô nè mọi người. Anh mở cái đèn lâu quá. Nản. Cái gì đó? Gần kia kìa. Chạy đi đại, đại lo lên đại luôn đi. Cá bự lo lên đại luôn đi. Từ từ từ, đứng gì? Bự lâu bự. Chính cái cửa ngồi á. Cuốn cần nó lên luôn đi mày. Không dính gì mà. Lên dính rồi. Dột không có gì đâu. Dính này. Ghê trời tối thui nhưng mà thấy con cá luôn trời. Thấy cái đột càng câu luôn. Rồi dột hả? Dột. Hay là câu cố ngồi dính. Có mày. Dính nó đi, đừng có phanh động nữa. Quý đọt con giật kia vậy? Bự lắm rồi. Để mình để cái đọt sai nè. Đình cá anh em ơi. À, quay bằng đêm này khó quay lắm. Mọi người ráng xem ha. Rồi cầm cá anh coi. Chiều giờ con này con thứ mấy rồi? 7. Trời ơi. Mini dễ không đó mọi người. 7 con dễ không à. Mình à, dời từ ngoài sông vô tới trong đây rồi mà vẫn còn mini. Con mình đã dính quá rồi cá đã. Ráng là làm 7 con 2 con thôi. Nặng, lấy cái đèn gọi rồi. Gọi đây nè. Nè, điện tao với đèn gì? Thì gọi đi. Ủa? Trời ơi, trời. Thánh thần điên điệu. Con đầy này mở hàng đúng không? Mọi người ơi, văng cái phao ra ngoài luôn. Đang phiên. Đang phiên. Trời ơi, cá rô. Có, về để cắt được hết. Nè mọi người. Ăn bên cần luôn. Ủa cá rô mập cánh ôi. Bỏ vô danh sách đi. Đâu cái đèn gọi cá rô ra. Né né ra chút. Gọi ra đây nè. Ồ, cá rô đảo mọi người. Đảo nu luôn. Rồi. Mớm anh em ơi. Vô đây được 2 con cá rô. Còn cách ra anh được con nào bự hết trơn. Có con anh đầu tiên anh quá hên. Nản. Đồ cám còn quá trời luôn. Mai đi chiến tiếp.